Cô xin chào các em. Tiết học hôm nay sẽ giúp các em hiểu rõ hơn về trang trí đối xứng và chúng ta sẽ tự sáng tạo được họa tiết qua bài Trang trí đối xứng qua trục. Các họa tiết sử dụng trong trang trí thường là hoa, lá, con vật. Mỗi họa tiết được hình thành từ mảng hình cơ bản. Dễ nhận thấy là khi ta nhìn tổng quát hình họa tiết đó. Em có nhận ra họa tiết dưới đây nằm trong khung hình nào không? Đó là hình tròn, vuông, tam giác. Mời các em thực hiện tiếp nào. Là con cá với khung hình thoi và họa tiết chiếc lá từ khung hình chữ nhật. Các họa tiết ở đây đang đối xứng trục gì? Trục dọc đối xứng hai bên, trục ngang đối xứng trên dưới và trục chéo. Đôi khi ta sẽ bắt gặp những họa tiết đối xứng theo trục như thế này. Họa tiết đối xứng rất đa dạng vì có nhiều hình thức tạo họa tiết. Cô ví dụ một số cách vẽ họa tiết sau. Những họa tiết và sự đối xứng còn được dùng trang trí vào những mảng hình tròn, vuông hoặc áp dụng trên đường diềm. Bây giờ, các em chú ý cách tạo họa tiết nhé. Chọn vẽ khung hình. Vẽ trục. Lưu ý cho cô là chia trục ngay giữa để hình được đối xứng nhé. Vẽ phát hình dáng chung của họa tiết. Hai bên giống nhau. Vẽ nét và chi tiết. Trang trí cho hoàn thiện. Sau cùng, xóa nét thừa và tô màu. Một số bài vẽ do các học sinh sáng tạo. Họa tiết tạo ra có thể áp dụng trang trí những vật dụng hữu ích. Giờ là lúc các em bắt đầu sáng tạo. Hãy thực hiện vào sách giáo khoa trang chính hoặc giấy vẽ một họa tiết đối xứng qua trục. Sau khi hoàn thành, hãy nhìn lại bài vẽ và đánh giá xem em vẽ hình đã đối xứng chưa? Hình vẽ có cương đối trên giấy không? Và màu sắc muốn nổi bật nên có màu sáng, màu tối nhé. Cô chúc các em hoàn thành bài tốt. Bài học đến đây kết thúc. Xem bài mới để chuẩn bị cho tiết học thú vị sau nhé. Tạm biệt các em.